Công an thành phố Biên Hòa đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để điều tra một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong chính ngôi nhà của mình tại phường Trảng Dài. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ chiều qua, người vợ đi họp phụ huynh cho con về thì gọi chồng là anh BTT, 38 tuổi, ngụ tại khu phố 4C, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa mở cửa, nhưng gọi mãi không thấy chồng trả lời. Nghe có chuyện chẳng lành, người vợ đã nhờ một số người hàng xóm mở cửa vào bên trong thì phát hiện anh T đã treo cổ ở phía sau căn nhà. Mọi người cắt dây và đưa anh T xuống nền nhà tiến hành sơ cứu nhưng bất thành. Theo một số người dân thì lâu nay anh T làm nghề môi giới đất đai tại Đồng Nai. Biết anh T tử vong, nhiều cò đất đã đến nhà anh T xem tình hình. Hàng trăm người dân hiếu kỳ cũng tập trung trước căn nhà của nạn nhân trên đường Thân Nhân Trung, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa để theo dõi vụ việc. Hiện các lực lượng chức năng liên quan của tỉnh Đồng Nai đang điều tra, làm rõ vụ việc này.